cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Dù liên tục khẳng định chỉ cho ngân hàng STB mượn công ty đi phát hành trái phiếu, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan lại mang cả siêu dự án Amigo ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh ra khắc phục hậu quả. Sáng ngày 24 tháng 9, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư với nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trả lời câu hỏi của luật sư Phan Trung Hoài về việc giữ vai trò gì ở ngân hàng STB, bà Trương Mỹ Lan khẳng định không tham gia vào hoạt động của ngân hàng này. Bị cáo Lan khai năm 2012 được Ngân hàng Nhà nước mời vào tái cơ cấu ngân hàng STB, nhưng bà không tham gia quản lý hay điều hành mà chỉ giữ vai trò cố vấn và cho mượn tài sản. Cũng theo bà Lan, mọi hoạt động do chính cán bộ nhân viên của ngân hàng STB điều hành và Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm. Liên quan tới việc phát hành trái phiếu của công ty An Đông, bà Lan tiếp tục khẳng định mình cho ngân hàng STB mượn pháp nhân công ty này. Lý do cho mượn, theo bà Lan, vì là thời điểm đó ngân hàng STB hết sức khó khăn. Nếu không cho mượn, ngân hàng sẽ sụp đổ, kéo theo đó là tài sản tiền bạc của bản thân tôi và xui ra, dòng tộc, bạn bè sẽ mất hết. Khi các em hỏi mượn công ty để phát hành trái phiếu, tôi hỏi phát hành cái này là như thế nào, thì Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, nói, chị yên tâm, tất cả tụi em đều công khai hết. Vì vậy, tôi mới tin tưởng cho mượn, bị cáo rất ân hận vì đã cho mượn công ty, khiến mấy chục người phải vào tù như thế này, bà Lan trình bày. Trả lời câu hỏi của luật sư về việc sử dụng như thế nào số tiền thu được từ phát hành trái phiếu, bị cáo Lan cho biết kết luận điều tra thể hiện trong vòng 1,5 năm để tồn tại, ngân hàng SCB phải sử dụng hết 61.000 tỷ đồng, trong khi đó việc phát hành trái phiếu chỉ có 11.000 tỷ đồng. Toàn bộ 50.000 tỷ đồng còn lại là tiền của bị cáo, bạn bè và bà con dòng họ. Bị cáo Lan cũng trình bày hiện có một số tổ chức tín dụng tiếp nhận 17.000 tỷ đồng từ nguồn gốc trái phiếu, do đó bà mong hội đồng xét xử thu hồi số tiền đó để trả lại cho các trái chủ. Nếu giữa ngân hàng SCB và các bên có liên quan tranh chấp, bà Lan sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm. Bổ sung lời bà Lan, luật sư Phan Trung Hoài cho hay, cáo trạng và kết luận điều tra xác định bị cáo Lan và gia đình đã nộp 356 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Liên quan tới tòa nhà Capital ở 29 Liễu Giai, Hà Nội, bà Lan trình bày tòa nhà này có giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và đang được thế chấp cho các tổ chức tín dụng nước ngoài để vay 250 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên hiện nay có đối tác chỉ trả 350 triệu đô la Mỹ, nếu bán rồi đem trả nợ thì chỉ còn lại 100 triệu đô la Mỹ, chưa kể các loại thuế phí. Vì vậy, bị cáo Lan đang muốn tìm kiếm người mua trả giá cao hơn. Toàn bộ số tiền bán được bị cáo sẽ dùng để khắc phục hậu quả. Đối với dự án 6A ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hiện chưa hoàn tất pháp lý và có giá trị khoảng 30 đến 40.000 tỷ đồng. Bà Lan cho biết nếu bây giờ có ai mua với giá từ 15 đến 20.000 tỷ đồng cũng muốn bán để lấy tiền khắc phục cho các trái chủ. Mong hội đồng xét xử đề nghị ngân hàng SCB trả lại dự án này để tôi bán cho người khác, bà Lan bày tỏ mong muốn. Đồng thời tại phiên tòa, bị cáo Lan bất ngờ đề nghị đem siêu dự án Amigo với khu đất tứ giác Nguyễn Huệ, Hồ Tùng Mậu, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đem bán lấy tiền khắc phục hậu quả. Theo bà Lan, dự án này đã được nhà nước đồng ý chủ trương đầu tư từ năm 2007 và đã được triển khai đền bù gần 30 năm nay, giờ chỉ còn vướng mắc một chút về pháp lý. Ngày 23 tháng 9, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng, sinh năm 1971, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thuộc Bộ Y tế mức án tử hình về tội tham ô tài sản. Liên quan vụ án, hai cựu viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nêu trên gồm Đặng Đức Anh, sinh năm 1964 và Nguyễn Trần Hiển, sinh năm 1954, cùng mức án 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Phạm Sơn Thủy, sinh năm 1959, người tiền nhiệm của ông Hoàn, lĩnh án 4 năm tù. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2023, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phản ánh về việc Ban lãnh đạo Viện đã kiểm tra tài khoản và đối chiếu kiểm tra sổ sách của Phòng Tài chính Kế toán, phát hiện trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Hoàng đã có hành vi rút 110 tỷ đồng từ 4 tài khoản của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhưng không nhập quỹ tiền mặt của Viện.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 2 năm 2023, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương mở 6 tài khoản tại một ngân hàng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nguyễn Hoàng với vai trò là kế toán viên, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán tài chính. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có hành vi viết khống 409 giấy rút tiền, xếp và ủy nhiệm chi, gọi chung là giấy rút tiền, để rút số tiền hơn 246 tỷ đồng. Sau khi rút tiền, Hoàng không nhập quỹ đơn vị, không nộp lưu các chứng từ rút tiền, tự theo dõi biến động số dư 6 tài khoản do Hoàng sử dụng số điện thoại của mình để đăng ký, nhận tin nhắn ngân hàng, không báo cáo chủ tài khoản và phòng tài chính kế toán. Trong tổng số tiền đã rút trên có hơn 94 tỷ đồng sau khi rút ra, Hoàng đã nộp lại vào các khoản đã rút, mục đích để các tài khoản trên luôn còn tiền, tránh bị phát hiện việc rút tiền. Số tiền hơn 152 tỷ đồng còn lại, Hoàng chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Thủ đoạn phạm tội của Nguyễn Hoàng là khi trình ký các giấy rút tiền, bị cáo đã viết khống, đề xuất tạm ứng với các đơn vị, phòng ban thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, lợi dụng những lúc Nguyễn Trần Hiển, Đặng Đức Anh và Phạm Xuân Thủy bận rộn công việc để trà trộn các giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những người này ký phê duyệt trên các giấy rút tiền. Ngoài ra, từ năm 2009 đến năm 2017, do Nguyễn Hoàng đã sửa đổi số liệu trên các báo cáo tài chính nên khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng như Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế không phát hiện được việc Nguyễn Hoàng chiếm đoạt tiền. Từ thời điểm từ năm 2018, với tư cách là kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng đã khất nợ báo cáo tài chính với Vụ Kế hoạch Tài chính. Vụ Kế hoạch Tài chính đã có 2 công văn đôn đốc nhưng Nguyễn Hoàng vẫn không thực hiện. Ngoài ra, để che giấu hành vi rút tiền từ 6 tài khoản nêu trên, Nguyễn Hoàng đã rút tiền từ tài khoản này rồi lại nộp sang tài khoản khác hoặc nhiều lần vay mượn tiền từ người thân bạn bè để nộp tiền vào các tài khoản khi các tài khoản này cần tiền để sử dụng quyết toán kết thúc dự án. Lên khu vực biên giới mua hơn 3.000 viên ma túy hồng phiến về tiêu thụ, 3 đối tượng vừa bị Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Huỳnh Văn Phương sinh năm 1993, Lê Văn Quyền sinh năm 1995, đều trú tại huyện Diễn Châu và Ngân Thị Phong sinh năm 1972, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Theo đó, vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, tại bản Pột, xã Nga Mi, huyện Tương Dương, Công an huyện Tương Dương huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với công an các xã Hữu Khuông, Nga Mi, Yên Hòa, Siêng Mi bắt quả tang 2 đối tượng Huỳnh Văn Phương và Lê Văn Quyền khi các đối tượng vừa di chuyển ra khỏi địa bàn huyện bằng xe máy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3.400 viên ma túy tổng hợp, 2 con dao, 2 xe máy. Quá trình mở rộng điều tra, Công an huyện Tương Dương xác minh và bắt giữ đối tượng Ngân Thị Phong, người đã bán số ma túy nói trên cho Phương và Quyền. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với việc khởi tố 19 bị can, cơ quan điều tra truy nã đặc biệt toàn quốc Lâm Thành Trung sinh năm 2001, đối tượng lấy ma túy từ Campuchia để phân phối cho các đại lý cấp dưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ khoảng 17 kg ma túy các loại. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Bé Vi, tự DJ Bé Vi, sinh năm 1996, ngụ quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, Châu Mỹ Như sinh năm 1996, ngụ quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh và 17 bị can khác về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra còn ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc Lâm Thành Trung sinh năm 2001, ngụ quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, tự Trung Ngọng là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy có hành tung bí ẩn, ít lộ diện, điều hành từ xa, đồng thời kêu gọi đối tượng Trung ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Quá trình điều tra cho thấy Vi là người tình của Trung và cũng là trợ thủ đắc lực trong việc điều hành đường dây ma túy. Trung sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, ít khi xuất hiện và điều hành đường dây ma túy từ xa, tập trung chủ yếu tại các quận 4, quận 8, Bình Tân, Tân Phú. Cơ quan điều tra cũng xác định Trung lấy ma túy từ Campuchia mang về thành phố Hồ Chí Minh và phân phối cho các đại lý cấp dưới với số lượng từ vài kg đến hàng chục kg. Từ đây, các đại lý cấp dưới lôi kéo dụ dỗ người lao động nghèo, người bán nước ở lề đường, xe ôm để đi giao ma túy cho các chân rết khác hoặc các con nghiện để kiếm lời. Sau khi nắm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án gồm 13 tổ công tác, đồng loạt xuất quân bắt giữ Châu Mỹ Như và các đối tượng liên quan.
Tại căn hộ của Châu Mỹ Như ở quận Tân Phú, lực lượng chức năng thu giữ gần 14 kg ma túy các loại, trong đó có khoảng 5.000 gói nước vui, thuốc lắc và ketamin. Mỗi gói nước vui có trọng lượng từ 2,3 đến 2,5 gram, được các đối tượng bán ra thị trường với giá từ 2,2 đến 2,5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội và xác định Như là đại lý lớn của Lâm Thành Trung, thường lấy ma túy số lượng lớn từ vài kg tới hàng chục kg. Củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra xác định toàn bộ số ma túy thu giữ trong đường dây đều do Lâm Thành Trung phân phối.